truyền tải điện miền Tây 1 phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức tổng kết công tác bảo vệ lưới điện truyền tải trên địa bàn huyện Cờ Đỏ năm 2023. Truyền tải điện miền Tây 1 là đơn vị trực thuộc công ty truyền tải điện 4, thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống lưới điện cao thế có cấp điện áp từ 220 kV đến 500 kV. Truyền tải điện an toàn phục vụ cho việc phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh và sinh hoạt của nhân dân. Trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có 2 tuyến đường dây cao thế 220 kV với tổng số 96 cột đi qua địa bàn 7 xã thị trấn. Trong năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và tham gia bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, nên không xảy ra việc mất cắp phụ kiện công trình lưới điện. Tình trạng vi phạm đến an toàn công trình lưới điện cũng không xảy ra. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với phương hướng năm 2024 của truyền tải điện miền Tây 1. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng mất cắp phụ kiện của công trình lưới điện, không xây dựng nhà cửa, công trình, trồng cây cao trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.